Bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của Những Ngón Tay Đan Radio trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan Radio. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất cứ chương trình phát thanh nào của Những Ngón Tay Đan Radio nhé. Những Ngón Tay Đan, đan tay cùng cảm xúc. Bạn thân mến, trong thời đại 4.0 ngày nay, khi xã hội ngày càng tiếp thu thêm nhiều năng lượng mới, thì có lẽ cụm từ LGBT không còn quá xa lạ với chúng ta nữa phải không các bạn? LGBT cũng như bao con người bình thường khác, họ cũng biết khóc, cũng biết đau, cũng biết hạnh phúc, biết yêu thương và trái tim họ biết rung lên từng nhịp vì một người vô tình ban ánh nắng sự ấm cho cuộc đời họ. Có những người miệt thị LGBT vì một lẽ nào đó, nhưng cũng có những người vẫn lên tiếng không phải để bao che mà là thán phục và ủng hộ bởi sự chân thành của họ. Tình yêu LGBT vẫn mộc mạc và lãng mạn đấy thôi. Họ sinh ra không có quyền được lựa chọn giới tính cho chính mình, nhưng cách họ sống, cách họ yêu có thể chạm đến trái tim của biết bao con người. Đời này con nợ mẹ một nàng dâu đúng nghĩa, nhưng xin mẹ hãy cho con sống thật với chính bản thân mình. Con không thể mang một lớp mặt nạ dày cộm trên gương mặt mà sống không đúng với bản chất của chính mình. Đời này con nợ mẹ một nàng dâu cũng chính là tiêu đề cho những dòng tản văn của tác giả Đỗ Quỳnh Di. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi lắng nghe những dòng văn đầy cảm xúc của tác giả qua giọng đọc Nguyễn Vàng và được phát trên Những Ngón Tay Đan Radio. Phố vắng lên đèn, nhưng lòng người chẳng thể nhen lên được ngọn lửa nào để sưởi ấm. Cái lạnh buốt xâm chiếm từng thớ thịt, tê cứng cả đôi bàn tay nhiều vết chai sạn. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng cách nào sánh đổi với cái lạnh giá rét run ở trong lòng. Tôi nhớ về anh, chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấm áp. Nếu như anh có mặt ở đây ngay lúc này, trái tim tôi có lẽ sẽ được sưởi ấm thêm đôi chút. Đôi bàn tay lạnh lẽo này sẽ đang xen tay anh như bao lần mình cùng nhau xuống phố, mặc kệ những ánh nhìn ngưỡng mộ, chê bai của người đời. Chỉ tiếc là hai con người ở hai thành phố xa vời vợi, khoảng cách địa lý chẳng làm tình mình bớt đầy vơi, nhưng thỉnh thoảng lại nảy sinh nhiều nỗi tương tư, nhung nhớ. Càng đau lòng hơn khi đoạn tình cảm của em và anh chỉ biết giấu giếm, chẳng dám mạnh dạn phô bày với thế giới ngoài kia. Khác với những cặp đôi yêu nhau hạnh phúc, chuyện tình của tôi và anh trải qua rất nhiều sóng gió. Tôi là con trai một trong gia đình, phải gánh vác trên vai biết bao nhiêu là thứ. Tôi từ nhỏ đã được ông bà bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng. Nào là sau này phải lớn lên, kiếm thật nhiều tiền, có được công việc, địa vị xã hội, và quan trọng hơn hết là phải có một cô vợ xinh xắn, một đứa con trai kháo khỉnh để nối dõi tông đường. Tất thảy những kỳ vọng, những áp lực đặt lên đôi vai này, tôi đều đã gánh vác và đã thực hiện được hết. Chỉ duy nhất việc lấy vợ, tôi lại chẳng cách nào gượng ép nổi bản thân. Ngày trước, vì để thỏa mãn nỗi khao khát của mẹ, tôi cũng đành phải nhắm mắt quen lấy một cô gái. Cô ấy có đôi mắt đẹp và cũng rất hay cười. Mỗi ngày cạnh bên em luôn mang cho tôi một nguồn năng lượng tích cực. Rồi theo ý của bố, chúng tôi đã dọn sang sống thử cùng nhau. Nhưng dù có tiếp xúc đến thế nào, con tim này ngoài cảm động, quý mến thì chẳng có chỗ nào chứa nổi chữ yêu. Tôi xem em chẳng khác gì một người bạn, một người em gái nhỏ để chăm sóc. Chỉ có mỗi em chẳng quản khó nhọc, biết rõ hết tất cả nhưng vẫn cam tâm động lòng. Cứ thế tình cảm trong em ngày một lớn dần. Còn tôi, ngoài sự bí bách nặng nề với hai từ trách nhiệm, thì chẳng biết làm gì hơn thế nữa. Tôi thừa biết tâm tư của em, nhưng lại chẳng có cách nào hồi đáp. Biết rõ em khao khát những đứa trẻ, nhưng lại chẳng có cách nào gượng ép bản thân cho em một gia đình. Hôm chia tay, em khóc nấc lên như một đứa trẻ đánh mất đi chiếc kẹo mà mình yêu thích. Em bảo rằng em mệt rồi,
không muốn tiếp tục đóng vở kịch này với tôi nữa. Khoảnh khắc em động lòng, em đã từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Nhưng em cố chấp ảo tưởng rằng chỉ cần kiên trì bên tôi mỗi ngày, rồi sẽ có lúc khiến tôi động lòng và hồi tâm chuyển ý. Nhưng em sai rồi, sai thật rồi. Vấn đề không phải là cố gắng hay không, mà là tôi và em căn bản chẳng thể nào cùng một thế giới. Có thể gượng ép để cùng nhau song hành trên một đoạn đường thật dài, nhưng không thể cùng nhau ghép nên một bức tranh tình yêu vẹn tròn, hạnh phúc. Sau khi em đi, chuỗi ngày khủng hoảng nhất của tôi cũng chính thức được bắt đầu. Bố liên tục trút giận vì nghe những lời chế giễu coi thường của thiên hạ, từng lời bắn nhiếc vết roi hằn đỏ thâm tím trên da thịt. Mẹ liên tục ôm tôi vào lòng sau những lần bố nhậu say về và những trận đòn roi đầy thô bạo, miệng không ngừng nạt nỉ ép buộc tôi phải cưới vợ, để bố mẹ có thể ngẩng cao đầu lên mà nhìn mặt người đời, nhìn mặt tổ tiên trên di ảnh. Nhưng dù có cố gắng gấp mấy lần, tôi cũng chẳng thể làm được. Vừa lãng phí thời gian của bản thân, vừa khổ mình, khổ người. Những chuỗi ngày nặng nề ấy thực sự là quá sức với tôi. Vừa hứng chịu lời miệt thị, coi thường của xã hội, vừa cam chịu sự ép buộc, chỉ trích của bố mẹ, họ hàng. Lắm lúc tôi còn nghĩ đến cái chết để lòng mình được thanh thản. Nhưng thật may, vào khoảnh khắc cuối cùng bi đát nhất, tôi đã gặp được anh. Anh đã cùng tôi gồng gánh cả bầu trời bi thương và nước mắt, an ủi vỗ về mỗi khi cả hai nghe những lời coi thường miệt thị, mang lại cho tôi cảm giác bình yên, ấm áp mà trước giờ tôi chưa từng được có. Cạnh bên anh, tôi chẳng phải giả tạo gượng ép bản thân, có thể sống đúng với con người thật bao lâu nay mà mình chưa từng dám thử. Anh chẳng cần tôi khoe khoang những tấm ảnh lãng mạn khi cả hai đang hẹn hò ăn uống, mặc kệ sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, hay con người mình mẩy đầy những vết thương, cứ thế nương tựa nhau mà sống. Bao bọc, dìu dắt nhau đi đến nơi của ánh sáng, chờ ngày giông bão ngừng phẫn nộ, trời sẽ lại quang đãng có cầu vồng lung linh. Nhờ có anh mà tôi đã mạnh mẽ và kiên cường hơn trước, có thể mạnh dạn cầm tay anh đứng trước mặt mẹ và nói rằng: đời này con nợ mẹ một nàng dâu, nợ mẹ một câu cảm ơn đầy chân thành và lời xin lỗi. Con và anh chẳng thể làm gì nên tội. Chúng con vẫn là con người, vẫn biết khao khát và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà thôi. Vị trí mẹ đặt con chẳng thể ngồi, cũng chẳng cho mẹ được một đứa cháu trai mẹ hằng ao ước. Nhưng nhất định bọn con sẽ báo hiếu, chăm lo cho mẹ đến cuối cuộc đời. Còn về con và anh, xin thứ lỗi, đôi tay này đã nắm lấy rồi chẳng thể rời nữa đâu. Đời này con thà nợ mẹ một nàng dâu, cũng nhất định không gượng ép chính mình đeo lớp mặt nạ dày cộm qua từng ngày mà sống. Chữ hiếu con xin nguyện dùng cả đời để báo, nhưng đừng bắt con đem hạnh phúc của đời mình ra để đối trác, hy sinh. Ai cũng mong con mình được hạnh phúc, nhưng quên mất rằng điều hạnh phúc nhất của con là khi được sống đúng với con người thật của chính mình, tự do lựa chọn, tự do mưu cầu hạnh phúc tương lai. Vừa rồi là những dòng văn được viết bởi tác giả Đỗ Quỳnh Di và Nguyễn Vàng. Hy vọng rằng sau khi nghe radio hôm nay, chúng ta sẽ có cái nhìn thoáng hơn về một cộng đồng dành cho những người thuộc giới tính thứ ba này. Hãy nhớ rằng họ vẫn là một con người, vẫn biết sống, vẫn biết yêu thương và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Các bạn ơi, cũng đừng quên theo dõi Nguyễn Vàng, cũng như đón chờ những số phát sóng tiếp theo của những ngón tay đàn radio chúng mình nha. Còn bây giờ thì Nguyễn Vàng phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn thính giả tại đây thôi. Có những lúc anh đã thầm nghĩ, nhưng khi bên em trái tim sao không nói gì, sao phải đánh mất tất cả hay anh vẫn chưa có thêm tự tin để nói câu yêu em. Đôi mắt lấp lánh như vì sao, làm tim anh bối rối không biết nên.
thế nào. Anh nói ta sẽ luôn còn nhau đến mai sau, không yêu cũng chẳng thấy cô đơn. Và thanh xuân như dần khép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao lần thất tình, có biết bao buồn vui. Sao ta lại tìm đến nhau, có phải là vô thức không? Sao ta lại không chở che cho nhau một lần thôi? Dường như là đã quá trễ rồi, anh đã không còn cơ hội, chỉ đến bên và vỗ về say cùng em như thế. Anh ngược trở về lúc xưa, khi đi cùng nhau dưới mưa, anh sẽ hét lên thật to cho cả thế giới cùng nghe. Các bạn yêu thích chương trình Những Ngón Tay Đang Radio, hãy nhấn like, share và để lại lời bình luận ý kiến của các bạn ở bên dưới. Hoặc có thể gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn về địa chỉ Gmail Những Ngón Tay Đang 042020@gmail.com. Những bài viết sáng tác của các bạn sẽ được biên tập và phát sóng trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đang Radio. Nhớ bấm đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào nhé. Và đừng quên tương tác với chúng tôi qua group Những Ngón Tay Đan và fanpage Những Ngón Tay Đan Radio nhé. Những Ngón Tay Đan, đan tay cùng cảm xúc.